Kính chư huynh đệ, chư huynh đệ nhìn con, nhìn con Ngộ Phương. Chư huynh đệ nghĩ con bao nhiêu tuổi? Cô nghĩ con bao nhiêu tuổi? Hỏi thật. Ba mấy là ba mấy? Bốn mấy? Ba mấy và hai mấy? Khi mà nói như vậy có nghĩa là gì? Một người ngồi đây, nhưng mà chúng ta nói người này hai mấy, ba mấy, bốn mấy. Cái mà ta nói hai mấy trong đầu mình, người khác có thấy không? Cái mà ta nói ba mấy trong đầu mình, người khác có thấy không? Cái thứ mà ta thấy bốn mấy trong đầu mình, người khác có thấy không? Như vậy rõ ràng có phải ta thấy Ngộ Phương ở ngoài đây không? Cái hình hài này là Ngộ Phương ta thấy ở ngoài. Nhưng mà cái bốn mấy, hai mấy, ba mấy đó ta thấy ở đâu? Trong đầu mình. Cái thân của Ngộ Phương dừng ánh sáng. Nếu có thân của Ngộ Phương mà nó trong suốt, chư huynh đệ thấy Ngộ Phương không? Nguyên lý của vật lý là vật đó phải dừng ánh sáng, phản lại ánh sáng cho mặt mắt, gửi lên trung ương não thần kinh, phân tích cái hình ảnh đó, thì mình thấy cái hình ảnh đó ở đâu? Trong đầu mình. Mình nghe cái âm thanh này ở đâu? Ở trong đầu mình. Đau buồn nó diễn ra ở đâu? Trong lòng mình. Hạnh phúc nó diễn ra ở đâu? Trong lòng mình. Toàn bộ thế giới nó diễn ra ở đâu? Trong lòng mình. Nhưng những gì mình biết trên cuộc đời thì nhiều lắm. Mà mình biết cái gì là mình khổ cái đó là bởi vì sao? Mình không biết gì về chính cái thứ trải nghiệm, những thứ bên ngoài đó ở trong lòng mình. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật nói phản quan tự kỷ, tứ niệm xứ, vipassana trên bốn đối tượng thực tại là thân, thọ, tâm, pháp. Cái đó nó diễn ra ở đâu? Trong thân tâm này. Không có một cái gì diễn ra ngoài kia một cách độc lập tồn tại mà không phải là nội tâm mình trải nghiệm những thứ đó ở trong tâm mình. Nhưng nếu mà mình không nâng cấp cái năng lực trải nghiệm trong lòng mình thì mình gặp cái gì bên ngoài kia mình khổ với cái đó. Cho nên con người ta có khả năng khổ với bất kỳ thứ gì, ở đâu, hoàn cảnh và con người nào. Cho nên thế giới này mới gọi là kham nhẫn. Nhưng cái khổ đó, khi mà mình không có trí tuệ, mình có trí tuệ mình thấy nó là khổ đế. Khi cái khổ mình nhận nó ra, nó là sự thật rồi, thì cái khổ đế nó cũng trở thành khổ diệu đế và khổ thánh đế. Cái khổ đó trở thành kỳ diệu. Và chính cái khổ đó, nó làm cho mình trở thành bậc thánh. Chứ mình không bỏ cái khổ. Cho nên khi mình chánh niệm quay lại thân thọ tâm pháp của mình là lúc đó mình đang nâng cấp cái năng lực sống. Mình không còn quan trọng cái điều kiện sống. Điều kiện sống mình có nhiều lắm, nhưng mà nó ở trong bộ nhớ chứ nó không ở trong hiện tại. Phải không? Nếu mình quên hết bộ nhớ thì toàn bộ điều kiện sống đó mình không biết nó là của ai hết. Điều kiện sống đó nó không giúp mình được gì hết, ngoài cái chuyện là nó tạo ra một chút tiện nghi và thoải mái. Chứ bây giờ loài người được tiện nghi và thoải mái giống như cái thời của con người hiện tại. Nhưng không phải vì thế mà con người được hạnh phúc nhất, được bình an nhất, được tự do nhất. Không. Tiện nghi nhất, thoải mái nhất, nhưng cũng vì thế cái chết chóc của Covid-19 cũng là kinh khủng nhất. Là bởi vì ta bỏ quên mất cái thứ mà trải nghiệm những tiện nghi và sự thoải mái đó, chính là nội tâm của mình. 2600 năm trước, Đức Phật đã bỏ hết tiện nghi và sự thoải mái đó để vào rừng dồn hết sự chú tâm của mình, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thân tâm của Ngài. Nói một cách dễ hiểu là như vậy. Đó là bước thứ nhất để ta có được cái niềm tin mạnh mẽ. Tính rồi ta mới tấn được. Ta không tấn được là bởi vì ta không có tính. Ta không có tính 100%. Chứ mỗi lần con ngồi xuống, con nói chư huynh đệ trước khi ngồi thiền là muốn khởi cái tính tâm của chư huynh đệ, xong rồi con mới nói cái phương pháp. Đó là bước chuẩn bị tâm. Trong cái bước chuẩn bị này á, là hễ cái gì mình quyết tâm thì không mặc cả. Hễ ngồi thiền thì không có trả giá với bất kỳ một cái gì cả. Nếu không thì si tư sẽ đến đi hoài. Chút cảm thọ, chút xoay chuyển, chút đổi qua đổi lại, mở mắt người này, mở người kia. Mình bắt đầu trả giá với chuyện ngồi thiền là bởi vì mình chưa thực sự sẵn sàng tâm. Khi học trò sẵn sàng, người thầy xuất hiện, người thầy đó có thể bất kỳ cái gì chứ không nhất định là một con người.
Một phút mà mình chánh niệm quay ngược lại thân tâm là một phút mình chuyển hóa được một kiếp sống luân hồi của mình trong sanh tử. Sức mạnh của chánh niệm nó ghê gớm. Chứ quý đệ cứ nhớ là Đức Phật đã nói một trong bảy ngày có thể chấm dứt được sanh tử, ít nhất từ sơ quả cho đến cao nhất là vô sanh. Cho nên cái sức mạnh chánh niệm mình là tột cùng. Cho nên đừng có để rơi nó ra khỏi cái hơi thở. Và mình đang có cái điều kiện rất tốt của thân khỏe, tâm yên, môi trường tĩnh lặng, năng lượng thanh tịnh của đại chúng yểm trợ. Không phải người chồng, người con ngồi một bên, mà toàn bộ những hành giả, sa môn, thích tử cạnh mình, thiên liêng, cao quý. Phút giây này mà mình không có tự do cho mình thì không có phút giây nào khác đó. Ngoài hiện tại ra toàn bộ là sự trói buộc. Đó là bước đầu tiên, bước nền tảng. Bước thứ hai là mình điều thân. Trong bước điều thân mình chỉ cần giữ bốn cái chữ này là nguyên lý. Một là mình buông thả. Hai là mình vững chãi. Ba là mình giữ cho cái thân tâm mình cân đối thăng bằng. Bốn là tự nhiên. Chứ nó không có cái gì là gò ép hết á. Nó thăng bằng, không cúi. Cúi là biết người đó đang hôn trầm. Không ngửa, ngửa là người đó biết người đó đang dụng công quá mạnh, đang căng dây đàn quá, rất là lên gân. Một lát là sẽ nhức vai lắm. Khi mà dụng như vậy là cái vai nó nhức ta. Không lệch trái, nghiêng phải, đó gọi là thăng bằng. Nhưng mà để cho cái lưng nó thẳng, không ngồi quen thì thường mình đẩy cái bụng xuống phía trước một chút. Cái chỗ đó là mất tự nhiên. Cho nên phải tự nhiên. Và khi căng quá mà mình không biết mình căng á, thì mình nhớ là phải giữ cho nó buông thả. Nguyên lý của mặt nước là phải tự nhiên và phải thông thả, phải bình yên, không có lên gân. Đây cái bước điều thân, mình nhớ bốn cái từ đó. Cái bước thứ ba là mình phải dứt khoát cái tâm của mình, là dẹp suy nghĩ qua một bên. Nếu không dẹp suy nghĩ qua một bên thì mình không bao giờ đặt tâm lên một đối tượng được. Cái chướng ngại lớn nhất của người tu thiền đó là hễ ngồi xuống là suy nghĩ, vọng tưởng. Và mình tin cái vọng tưởng đó hơn là cái năng lực chánh niệm của mình trên hơi thở. Cây có hướng mọc riêng, gió có hướng thổi riêng, chim có hướng bay riêng, cá có hướng lặn riêng, và người có suy nghĩ riêng của họ. Bây giờ mình ngồi đây, ai đó bên ngoài kia không còn quan trọng, cuộc sống riêng của họ rồi. Thương cỡ nào chăng nữa thì đường sanh tử hồn ai nấy giữ. Ngay phút giây này mình phải hết lòng, hết tâm với chính hơi thở của mình. Chuyện gì ở quá khứ, ở tương lai không hề có hiện tại, dứt khoát không nghĩ lui nghĩ tới. Buông những gì mình đã trải qua và buông những gì người thân thương mà mình nặng tình nặng lòng với họ. Bước thứ ba này nhớ nguyên lý của bàn tay. Hãy nắm lại, ta chỉ có những gì ta đang nắm. Bây giờ ta không muốn những thứ đơn giản đó nữa thì phải làm sao? Làm sao? Thả bàn tay ra. Dính mắt thì ta không thể có thêm điều gì khác. Ta chỉ có đúng cái thứ ta đang nắm thôi. Vì ta không chịu buông cho nên ngồi thiền xuống hơi thở không chánh niệm được. Dứt khoát một điều như vậy. Rồi bước kế tiếp là bắt đầu ta mới làm quen với hơi thở được. Những bước trước chuẩn bị ta không làm được, chứ mà để ngồi xuống tâm sẽ lay động, tu không có tiến bộ. Làm quen với hơi thở, từ cái bốn thì cái hơi thở vật lý sư phụ chúng ta chia sẻ, đó là cách rất hay để đưa thân tâm về một mối trong hiện tại lập tức. Vì cơ thể vật lý giống như tiếng ồn, giống như cái gì đẹp của quang cảnh, cái gì mà rực rỡ của màu sắc như hoa, lập tức tâm của mình nó sẽ bị những cái cảnh vật đó đưa về. Sự chấn động của những gì diễn ra ở phía trước xung quanh, hình ảnh và âm thanh làm cho mình quay về rất nhanh. Cho nên cái hơi thở bất thường của bốn thì vào và ra có sự dụng công, nó làm cho tâm của mình không thể thoát ra khỏi vật lý đó. Hơi thở nó không phải do mình tạo ra, cho mình mất quen gì nó đó. Đây là phước, mình sống bằng phước. Cho nên thọ mạng mình nó còn đang yên. Hết phước, hết thọ mạng là hết hơi thở. Cho nên hơi thở đây là một là phước báu mình không có tạo ra, cho nên mình chưa quen thuộc với nó. Cho nên mình phải bắt đầu làm quen với nó rồi mình bắt đầu vào được bốn hơi thở của Đức Phật dạy, chứ không hề dễ dàng. Làm quen với nó bằng bốn hơi thở bốn thì. Nếu không có quen trong cái hơi thở bốn thì, trong bốn lần thì tám lần
cho đến khi nào mà cảm thấy nó hơi tức ngực thì dừng lại. Dừng lại và vô hơi thở tự nhiên. Vô chưa được, vô mà thấy nó mới có 3-4 hơi là mình bị kéo đi liền, là mình biết chưa có sự chuẩn bị tốt. Thì bước sang cái hơi thở số đếm Visuddhimagga thanh tịnh đạo luận có chỉ đừng quá 10 hơi và đừng dưới 5 hơi. Vì quá 10 hơi là lọt vào số đếm quên mất hơi thở. Dưới 5 hơi là tâm mình bắt đầu nó ép chế, chứ nó không có thông thả. Nó quá ngắn cái số thì tâm nó chực chờ cái số đếm, với cái hơi thở nó căng, nó khó chịu chứ nó không được thông thả. Cho nên có thể là 8, có thể là 7, có thể là 6, có thể là 9, và bám vào cái số đếm đó. Vào, ra là 1. Nó rất là định tâm. Chứ tổ chỉ mà nó có tuyệt chiêu hết. Nếu mình có cái tâm rồi thì mình áp dụng những gì mà Phật tổ dạy, may là mình có cái tâm đó. Khi mà mình có thể ngồi 10 đến 15 phút và tâm của mình không ra khỏi hai sợi dây là hơi thở và số đếm, cột cái tâm con trâu mình lại. Bởi vì hơi thở chưa có quen mà số đếm thì mình quen hơn, thành ra lấy cái số đếm cột cái tâm mình vào cái hơi thở. Nhưng mà phải được 5, 10, 15 phút cho nó ở yên. Nếu mà số đếm mà không yên được, giọt vào cái hơi thở đầu tiên là biết không được. Chứ mình để biết mình hết, ngồi xuống nó cứ chạy đi là biết. Mình chưa có làm quen với hơi thở. Hơi thở nó rất là chán, bởi vì nó không có cái gì khác ngoài cái chuyện ra vào. Nhưng cái định mà nó chưa có sâu, cái gì chán là lập tức nó buông lơi, nó bỏ đi, suy nghĩ nó hấp dẫn hơn. Đó là nghiệp chướng của mình. Khi làm quen được với cái hơi thở và số đếm rồi thì ta cũng khoan vội vào hơi thở thứ nhất của Phật dạy. Mà ta đi vào cái bước nữa là hơi thở tiếp xúc ở trên cái mũi trên. Thường chứ vấn đề mà tâm tế nhị một chút, cái hơi thở nó vừa vào là nó chạm đến cái môi trên này nè, trước khi nó chạm vào cái cửa mũi. Mình đừng có để tâm vào hai chỗ chạm, một chỗ thôi. Và trong cửa mũi của mình thì tốt hơn hết, để một chỗ như vậy. Và như vậy cho đến 20 phút mà tâm không có loạn động. Mà khi để chỗ cửa mũi như vậy thì nhớ có nguyên lý là người lính canh cổng thành. Người lính sẽ không quan trọng ai đó vào và ra khỏi cổng thành rồi, người lính không có theo dõi nữa, không có theo cái hơi thở chạy xuống cổ, ngực, bụng là di chuyển rồi, tâm không định được, không có trực chờ hơi thở, hướng cái tâm bên ngoài để đợi hơi thở vào. Không, như vậy là cái điểm tiếp xúc nó cũng không có sự chú tâm rồi, tâm mình đang hướng ra bên ngoài, hơi thở chưa tới tương lai và vô đây thì mình chạy theo không được. Giữ yên cái hơi thở trên cái điểm đó, không biết gì khác ngoài cái chuyện chỉ thấy rất rõ hơi thở vào qua đó, qua cái điểm đó, và hơi thở ra qua điểm đó thôi. Giữ như vậy 10 cho đến 15 phút mà không có suy nghĩ. Khó hay gì? Khó. Nhưng mà thú vị không? Thú vị. Mình làm chưa được là nó thú vị. Khi mà thành tựu được trong khoảng 20 phút mà tâm không có loạn, rồi mới bắt đầu đi vào hơi thở đầu tiên. Lúc đó thả lỏng cái hơi thở ra, không có số đếm, không có điểm tiếp xúc, chỉ là cái hơi thở tự nhiên. Và mình bắt đầu ý thức vào hơi thở vào biết, vào hơi thở ra biết ra. Lúc đó tâm ở đâu? Lúc đó chỉ có cái biết với cái hơi thở, chứ không có cái điểm cố định về không gian. Cái đó gọi là đặt niệm trước mặt. Lúc đó bắt đầu mới Vipassana một chút, chưa hoàn toàn Vipassana. Còn điểm vật lý để chú tâm thì còn cái Samatha. Còn mất cái điểm đó đi rồi thì bắt đầu mới Vipassana một phần thôi, do mình vẫn còn chú tâm vào hơi thở, tức là vẫn còn một đề mục. Còn Vipassana là không có một đề mục, mà tất cả ngũ căn của mình, tức là không dồn tâm, ép tâm giống như 3-4 cái bước trước nữa, mà để cho hơi thở tự nhiên. Hơi thở lúc này không phải là mình thở, không phải là số đếm, không phải là điểm tiếp xúc, mà để cho hơi thở tự nhiên và mình thấy nó vào và mình thấy nó ra. Đức Phật dạy hơi thở thứ nhất nè, không phải là biết hơi thở vào, không phải biết hơi thở ra, mà là hơi thở vào dài biết, hơi thở ra dài biết. Hơi thở thứ hai của Phật dạy là hơi thở vào ngắn biết, hơi thở ra ngắn biết.
Hơi thở thứ ba của Phật dạy là hết toàn thân hơi thở. Toàn thân của hơi thở, một số thiền sư dịch là toàn thân này và hơi thở. Tu định là nó sai, phải dịch là toàn thân của hơi thở. Làm bắt đầu mình thấy cái điểm vào của hơi thở, điểm giữa của hơi thở và điểm cuối của hơi thở, đó gọi là the whole breath, toàn thân hơi thở. Chứ nếu mình dịch chuyển cái đối tượng là sự tập trung nó không còn nữa. Anh nhớ như vậy. Cho nên nếu cái tâm mình nó càng sâu, niệm nó càng liên tục, cái định nó càng sâu, thì mình thấy được toàn bộ cái sự dịch chuyển của hơi thở, điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối. Khi mình có thể thành tựu được cái hơi thở ngắn mình biết, dài mình biết, khi mình để cái hơi thở tự nhiên thì bắt đầu cái tâm nó vi tế, nó biết cái hơi thở vào dài hay là vào ngắn, ra dài hay ra ngắn. Một thời gian không có suy nghĩ thì một cách rất tự nhiên nó thấy được cái hơi thở. Thứ ba là hơi thở toàn bộ chiều dài. Chiều dài của hơi thở là thế nào? Không phải là hơi thở nó dài hay nó ngắn về mặt kích thước, mà là về mặt thời gian. Nếu hơi thở nhanh thì ngắn, hơi thở chậm thì dài. Tâm nó vi tế đến vậy thì chứng tỏ cái tâm nó phải niệm định rất sâu sắc rồi. Thì hơi thở thứ tư của Phật dạy một cách như là một kết quả tự nhiên thành tựu. Hơi thở đầu tiên thì hơi thở thứ tư mình sẽ cảm nhận là cái này nè: an tịnh hơi thở hít, con hít. Làm cho hơi thở an tịnh, thở, con thở. Đó là cái hơi thở thứ tư trong 16 cái quán hơi thở. Thì không phải mình cố gắng làm cho hơi thở nó an tịnh, mà là bây giờ hơi thở đã trải qua ba cái bước kia rồi. Cho nên một cách kết quả bình thường, khi tâm niệm của mình hoàn toàn chú tâm đến hơi thở thì cái hơi thở rất là an tịnh. Lúc này mình cảm thọ hơi thở rất là an tịnh. Lúc đó chư vinh đệ chú ý, dường như không còn hơi thở thì tâm mình nên làm gì? Thường nó sẽ phản ứng có một chút tò mò, một chút lo sợ, một chút bất an. Chỗ này giữ tâm cho bình tĩnh. Chỉ cần mình giữ cái biết rằng hơi thở mình vẫn còn đó, không có mất. Bởi vì cái tôi mình nó thường sợ cái thứ nó không bao giờ biết và nó chưa biết. Mình sợ ma là bởi vì mình chưa thấy ma. Mình sợ chết là bởi vì mình chưa thấy chết. Mình sợ cái thứ mình chưa có biết, chưa có trải. Bây giờ nó tịnh cái tâm xuống, hơi thở nó mong manh và nó dường như mất, bắt đầu mình sợ. Không cần sợ, giữ cái biết rằng mình vẫn còn thở, tĩnh lặng giữ cái biết như vậy. Một lát sau mình sẽ thấy lại hơi thở, và cái hơi thở nó rất an, rất vi diệu, rất ngọt ngào. Cảm nhận được cái ngọt của hơi thở đó là bốn hơi thở đầu tiên mà thành tựu, thì mình có được cái thiền diệt thực một chút ít rất là hỷ lạc. Nhưng mà đừng có vội đi các bước như vậy, phải chín chắn, phải chậm rãi, phải từ từ. Đây là một hạnh phúc, đây là con đường Đức Phật đã đi. Kính thỉnh đại chúng khép nhẹ đôi mắt. Các bước như vậy, thả lỏng thân tâm, đưa niệm về trước mặt, ý thức cơ thể từ trên xuống dưới. Một hơi thật sâu, thở ra thật chậm, ý thức toàn thân. Của mình đang hít và thở. Mình đang quay ngược sự chú tâm cao thượng, chánh niệm không lợi vào trong cơ thể. Mình đang thắp sáng toàn bộ ngôi nhà thân tâm thọ pháp. Hành động cao thượng, thánh thiện, thượng thừa này là Phật đã làm, và chúng ta đang làm như Phật. Hơi sâu vào, hơi chậm, thiệt chậm, dài ra. Sâu vào, cảm thấy toàn thân không có chỗ nào ép chèn, gồng cứng, thả lỏng, thanh bằng, vững chãi và tự nhiên.
gương mặt của mình như đóa hoa, miệng mỉm cười, sự tươi mới, sự an lành, sự thanh nhẹ, sự khoan dung trên gương mặt. Cánh tay, lưng, mông, cổ, toàn bộ cấu trúc cơ thể thả lỏng. Đưa tâm về dứt khoát tất cả mọi niệm, không mặc cả với tất cả mọi giá, quyết tâm với ý chí dũng mãnh. Bàn tay mở không còn dính mắt, con đã chịu buông, dồn hết thần hồn tâm sát lên sự có mặt chú tâm vào hơi thở. Bắt đầu hơi thở bốn thì rồi đến hơi thở số đến, rồi đến hơi thở tiếp xúc và vào hơi thở thứ nhất của Phật dạy, vào và ra. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông tầng